Quê xin chào cả nhà. Cách đây mấy bữa thì mình có được cuộc gọi của một ông bạn, thì ổng nhờ mình á là làm cho ổng một cái dụng cụ để đi đốt cỏ. Thì ổng nói ổng làm ba cỏ non riết ổng chán quá rồi, bây giờ muốn đốt để coi hiệu quả là sao. Thì mình lúc đó cũng đang làm, mình mệt mà nghe cũng tỉnh tỉnh là liền. Mình từ xưa giờ ai mà bày cái chuyện gì mà làm kiếm tiền cái gì nghe nó cũng chán lắm, nhưng mà nghe lạ là khoái. Thành ra ok, hôm nay mình tranh thủ mình làm liền cái bộ này để đi test thử coi ra làm sao. Rồi, ở đây mình sử dụng cái ống sắt cũng mỏng thôi để cầm cho nó nhẹ. Ống này là ống 16. Rồi một cây đèn cắt. Đó, cây đèn này thì nó có cái tay bấm. Thì lúc nào mà mình gặp cỏ già hay là cỏ lớn gì đó, mình sẽ bấm cái này để cho cái họng lửa nó phù ra mạnh hơn, để thiêu rụi cỏ thì nó lẹ hơn. Còn cỏ non thì mình không cần bấm ha. Rồi, như mình sử dụng hai cái đầu đuốc khò. Đây. Mấy cái đầu này mình mua cái loại tốt tốt một chút. Chứ nếu mà cái đầu dởm thì nó khò không có được ngon. Trước tiên mình sẽ cắt bỏ cái đầu đèn này để mình tháp cái ống này vô. Lấy cái này làm tay cầm luôn. Rồi, ở cái đèn cắt ga này thì nó có hai cái chui ngoài sau này là để cắm hai ống vô. Bên đây là ga, bên đây là oxy. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ngõ oxy thôi, ngõ ga mình bỏ qua bên. Tại vì cái ngõ oxy này là nó sẽ liên thông hai đường. Đó, bấm này xuống thì cũng có đường đi. Thì nếu mà để theo hình thẳng đứng như vậy thì ba cây nó nằm trên dưới. Thì cây dưới cùng là cái cây này là ống ga, là khi mình mở cái van ga này ra thì nó sẽ thoát ra cái đường dưới ống bự. Còn cái ống ốm ở giữa này là mình mở cái van xanh là oxy này thì nó sẽ ra cái đường ống ốm ở giữa. Còn cái ống mập ở trên thì mình bấm gió là nó sẽ thoát ra đường này. Thành ra bây giờ mình sẽ lấy hai cái ống này mình hàn chung nhau luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ thọt vô luôn. Rồi, ống 16 thọt vô hai cái ống này rất là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn chỗ này, lấy thao hàn lại. Còn ở đây mình sẽ lấy cái mắm kẹp cho nó sát, rồi cặp vô luôn, cho nó cứng, là ok. Rồi, hai cái đuốc ga này bây giờ mình sẽ cắt bỏ một cái để mình lấy cái cọng dây ga. Đây. Rồi ok, mình lấy một dây để lát mình nối dây ga. Còn hai cái đầu này mình cắt bỏ luôn để mình nối vô trong cái bếp của mình. Rồi, mình vừa cắt rời ra hết ha. Thì ở đây mình sẽ lấy một cái ống ga với một cái đuôi, hai cái đầu hò. Rồi còn cái này cắt vô, mốt có làm gì làm. Ở đây mình cắm một cái bét cho nó xéo xéo xuống như vậy ha. Thì mình cho nó song song thêm một cái nữa nằm theo hình dáng như vậy. Đó, để ngọn lửa nó phà nè. Đó, nó phà vuốt bự lên. Rồi, trùm luôn cả nguyên cái đám cỏ luôn. Bây giờ mình sẽ khoét một cái lỗ âm cái bét này nữa cho nó xuôi theo vậy luôn. Rồi, vậy là chỉ sau vài phút gia công thôi, mình đã có đủ công cụ, nhìn cũng khá là mắt ha cả nhà. Đây hai cái đuốc khò đó, nay mình cầm là quơ được cỏ nè. Rồi giờ mình sẽ gắn ống vô, đưa cổ dê vô đàng hoàng là ok. Rồi cái này thì lúc đầu mình tính xài bộ phận đánh lửa, nhưng mà có điều trong rẫy trong bái sợ nhiều khi dính sình dính bùn rồi mưa gió này nọ rồi đánh lửa nó khó khăn, thành ra mình cho quẹt luôn cho nó gọn. Giờ mình mở ra thử nè. Đó, dặn qua giò nè. Đó, mình đốt ở dưới xong bắt đầu mình đưa dưới đất một cái là cái ngọn lửa nó phật lên luôn cả cái đuốc trên. Đó. Rồi, mở lửa lớn nhỏ nè. Rồi, trong cái quá trình mà mình đi mà mình thấy cỏ nào mà nó kiểu mà nó bị già lớn á, bấm nè, bấm gió. Bấm cho khe ra. Thank you.
ok cho nha. Alo. Cái đồ đốt cỏ của anh xong rồi nè, chừng nào đi thử vậy? Mày chừng nào mày rảnh? Thì giờ có đi đâu không? Để tao chạy xuống rồi chạy lên. Rồi rồi chạy lên đi, đi thử luôn. Thử cái tao cháu nghe. Rồi đi luôn. Rồi rồi rồi, vậy mày chờ anh 15 chú rồi đem thuốc lên cho bà già cái tao chạy chạy đi đây. Rồi rồi rồi. Thôi, giờ anh em mình sẽ bắt đầu lên rẫy cả nhà ơi. Đi lên rẫy để test thử cái bộ phun gà nè. Để coi coi có hiệu quả không. Rồi. Giờ đã tới đám mì rồi cả nhà. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu test thử trên đám cỏ này. Thôi, tháo xuống đây bên đây. Người ta đi xịt cỏ, đem nước nôi đồ mình chơi bình ga cho gọn cả nhà. chơi về mới đọc lạ nè. Bữa nay thử thôi chứ trời không ngon cả nhà. Trời đang bão. Chút mưa. Thành ra cỏ này mình đốt thì nó cũng không ngon mấy. Chứ nếu mà nắng mà gắt á, cái mình đốt xong cái nó héo queo chết luôn. Còn giờ test thử thôi. Để coi cái bình ga này coi mình đi nó có nặng quá không. Nếu mà nặng quá mình sẽ sử dụng bình ga nhỏ. Mua bình ga du lịch thì làm cái kệ để đeo lên. Còn giờ là cái này chỉ buộc test thử thôi. Coi coi hiệu quả là sao mình tính tiếp. ta đeo mình sẽ sau. Anh cho đeo mình ra mới đọc chưa. Đó. Thôi chưa. Đụng má mình này nhẹ bán con nắng vậy hết. Trời khoan em mở ra. Rồi giờ mở ra. Ngồi. Anh mở cái quan bên cái tay nó mở ra. Bên đó. Rồi giờ thôi. Rồi mở nè. Rồi. Quen cái đất. Ngồi sát đất đi. Ngồi sát đất luôn. Quét cái đất đó lặn cho nó liếm đỡ lên rồi đó. Cái này mình quét qua là nó nóng, nó cháy cỏ bắt đầu nó héo cả nhà. Héo rồi cái nó khô nó chết luôn rồi. Vậy là nắng lên là nó chết cả nhà. Nó quét qua nóng nè. Cháy quýu hết. Khô hết. Vậy là ok rồi. Thôi giờ tụi mình về. Trời mưa tới nữa rồi. Sắp mưa rồi. Giờ lên đường về. Cái này mình thấy là nó phù hợp với cỏ con. Cỏ con mới lên lên á. Còn cỏ này cũng khá lớn rồi.
Cỏ này thì nó tóm lại cũng quá lớn. Này mình quét cỏ con thì ok, quét qua cái là nó cháy khô lại, là nắng lên là chết luôn. Rồi, video mình chia sẻ tới đây mình kết thúc nha cả nhà. Giờ anh em mình đi về. Cả nhà mình nếu mà ai thấy thích cái loại hình này thì chế một cái làm thử coi ra sao. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào một clip sau nha. Bye bye nha.